là từ bi Bồ Tát hiện xuống bên con. Mẹ là hạt mưa là nắng rực thắm muôn hoa, cho con vóc dáng thân hình hôm nay, cho con khôn lớn yên lòng mẹ mong. Mẹ xanh hơn ngàn cây, lời mẹ là chuông chuông ngân đầm ấm muôn nơi. Tình mẹ là hương ngàn hoa dịu ngát không gian, cứu du tiếng hát những ngày thơ ngây, nuôi con nó ấm vai gầy đêm đêm, dòng sữa ngon từ trái tim. Mẹ luôn thương đời con, mẹ luôn đi tìm con, lúc con xa mây mù, lúc con mê muội rồi, tình mẹ càng cao quý hơn. Mẹ ơi, câu đầu tiên từ khi trong vành nôi, lúc con thơ kêu mẹ, tiếng kêu sao nồng nàn, từ đó mẹ gian nan. Lòng mẹ là trăng vầng trăng dõi bước con đi, tình mẹ là thơ lời thơ sưởi ấm tim con. Bao nhiêu hiếu hắn dương đời mẹ mang, bao nhiêu tươi thắm luôn dành cho con. Mẹ kính yêu mẹ muôn đời. Mẹ là từ bi Bồ Tát hiện xuống bên con. Mẹ là hạt mưa là nắng rực thắm muôn hoa, cho con vóc dáng thân hình hôm nay, cho con khôn lớn yên lòng mẹ mong. Mẹ xanh hơn ngàn cây, lời mẹ là chuông chuông ngân đầm ấm muôn nơi. Tình mẹ là hương ngàn hoa dịu ngát không gian, câu du tiếng hát những ngày thơ ngây, nuôi con nó ấm vai gầy đêm đêm, dòng sữa ngon từ trái tim. Mẹ luôn thương đời con, mẹ luôn đi tìm con, lúc con xa mây mù, lúc con mê muội rồi, tình mẹ càng cao quý hơn. Mẹ ơi, câu đầu tiên từ khi trong vành nôi, lúc con thơ kêu mẹ, tiếng kêu sao nồng nàn, từ đó mẹ gian nan. Lòng mẹ là trăng vầng trăng dõi bước con đi, tình mẹ là thơ lời thơ sưởi ấm tim con. Bao nhiêu hiếu hắn riêng đời mẹ mang, bao nhiêu tươi thắm luôn dành cho con. Mẹ kính yêu mẹ muôn đời. Mẹ là từ bi Bồ Tát hiện xuống bên con. Mẹ là hạt mưa là nắng rực thắm muôn hoa, cho con vóc dáng thân hình hôm nay, cho con khôn lớn yên lòng mẹ mong. Mẹ xanh hơn ngàn cây, lời mẹ là chuông chuông ngân đầm ấm muôn nơi. Tình mẹ là hương ngàn hoa dịu ngát không gian, câu du tiếng hát những ngày thơ ngây, nuôi con nó ấm vai gầy đêm đêm, dòng sữa ngon từ trái tim. Mẹ luôn thương đời con, mẹ luôn đi tìm con, lúc con xa mây mù, lúc con mê muội rồi, tình mẹ càng cao quý hơn. Mẹ ơi, câu đầu tiên từ khi Thank you.
xong đặt bao giới định tuệ hương giải toán giải tỏa tri kiến quý khôn lượng ngạo ngạt khắp muôn phương thanh tịnh tâm hướng đệ tử nguyện cúng dường. Hôm nay đệ tử chúng con cùng tinh chú Phật tử phạm thị ba pháp danh nguyên tâm. Phạm thị tư pháp danh nguyên an, phạm thị năm pháp danh nguyên thanh, phạm thị sáu pháp danh nguyên tình, phạm thị bảy pháp danh nguyên giác, phạm thị phước pháp danh nguyên hoa, phạm văn được pháp danh nguyên hiền, lê nhị pháp danh nguyên ân, cùng dấu rễ và các cháu nội ngoại trong gia đình. Tên trước phần đại đạo tràng chùa Kim Cương thiết lễ kỳ siêu huy nhật. Kỳ vị siêu tiên hưởng linh thân mẫu nguyện thị quyên pháp danh nguyên chân. Thường thường thọ 94 tuổi từ trần ngày 28 tháng 6 âm lịch. Lời có tinh chú Quỳnh Thị Lành Phan Văn Dùng Phạm Quỳnh Hạnh Nguyễn Hồng Vân Phan Nguyễn Nguyên Nhi Phan Nguyễn Ngọc Duyên cùng mọi người trong gia đình. Đến trước phần đại đạo tràng chùa Kim Cương thiết lễ kỳ siêu giáp năm kỳ vị siêu tiên ngương linh. Quỳnh Thị Nghi pháp danh thanh uy hưởng thọ 74 tuổi. Từ trần ngày 28 tháng 6 năm Tân Sửu. Nguyện can hướng linh thừa tứ tam bao lực tinh pháp văn kinh. Tội chứa nghiệp chướng tiêu trừ tông xa mê độ tái sanh an lạc quốc. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Tát. Dũng gian phần tốn là lùng hào quang chiếu sáng khắp cùng mười phương từ bi oai đức khôn lường ra đời tế độ dần đường chúng sanh được thấy tướng lại nghe danh cùng nhờ phước đức căn lành trồng sâu thế tôn đô pháp nhiệm màu làm cho muôn loại cúi đầu quy y chỉ tâm đành lệ đành lệ nam mô
Bà
bà ta lời bà ta bà ta bà thầm 600.000 mùa kia có tìm cầu hiện trì niệm quy tỏ như là nghĩa nhiệm màu nam mô kỳ viên hội tượng phần bồ tát nam mô kỳ viên hội tượng nam mô kỳ viên hội tượng bồ tát phần nói kinh a di đà đây là những điều tôi đã được nghe phần nói và một thời mới con cô vì gấm có đồng trong vườn thấy cô thái tư kỳ đà ngồi đó cùng ở bên và có 1250 vị đệ tử lớn của phần mãi cùng biết đến như ta tại xa lời khúc muốn kỳ liên ca di ta chiến di cầu vì la lê bà đà la ngầu la kiều vàng ba đề tấn đô lư ba la đò ca lưu đà di kỳ tân na ba cầu lâu đà lại cũng có mang ca vị bồ tát đại nhân như văn tổ a dần đã càng đàn a đề thường tinh tấn và tấn nhiều chữ đại cùng với chữ tiếng như tinh đề quần nhân nhiều đến vô lượng đều cùng có mang lúc bây giờ phật gọi xá lời phật và bảo từ thế giới gọi là cần là trong cõi ấy có một vị bờ tên là A Di Đà hiện đạt uy pháp này nước ấy vì sao tên là cực là bởi vì dân chúng trong nước ấy không biết cô là gì chỉ hương tụ mọi thứ an là chó gọi là cần là này nước ta lời vẫn ở nước cần là có bầy lớn lớn các bầy lớn lưới các bầy lờ ban thấy tất cả đều được làm và nhà vào với vây coi hay được gọi là cần là này nước ta lời vẫn ở nước cần là có rất nhiều hồ tấn vào chứa đầy tam công đức dưới đây hồ thôn là các bạn bốn bên hồ có những lối đi làm bằng vàng và lưu ly và ba lê phía trên đại gò vô số lâu
đài cũng được xây dựng và trang trí bằng các chân ly vàng bạc lưu ly và lệ tà cơ tinh châu và mã nào. Diệu và tinh khí ta lời qua nước cơn là được cô điện tăng nhân này đưa ta lời vẫn ở nước phần ấy người ta thường được nghe nhà từ không vòng xuống nước được làm bằng vàng đồng mỗi ngày sáu lần đã là đời xuống nhưng chung nương ấy có thôi quê vui lấy làng ngân đầy ca vong hoa màu nhiệm mấy để đem đi cúng dường các vị Phật. Rồi vẫn cán đến giờ cơm trưa mỗi người đều về kia nước mình để ăn cơm rồi đi kinh hành ta lời vấn nước cần là để tuyệt vời. Là khi tường có nhiều loài chi đủ màu rất kỳ diệu như hàng trăng bóng tướng anh vô xa lời ca tánh tận già mỗi ngày đường ngó lên những âm thanh hòa nhà trong giọng ngô của chúng người ta nghe được tiếng gì xứ ca và muốn ngủ căn ngủ lờ thân bồ đề phật vô trong nữa nghe được những pháp không như thế đều như tâm trở về tận tâm niệm phân niệm pháp và niệm thân ta đời với thầy đời gì mày được anh ra trên căn bản niệm báo tài sao tại vì ở đức phật kia không có ba niệm đường đen tối là địa ngục ngà quỷ và không có hung hồ là sự tận với đạo những con chim kia đã được Phật Ca Di Đà biển hóa ra với môn đinh đà là được rộng rãi trong xứ của ngài xa lời vẫn ở nước Phật cây mỗi khi có gió nhẹ sao đồng các hàng cây và ca mang lưới châu bao tầy người ta được thế nhờ lên một lần người dân thương ấy mọi khi nghe các tâm thanh khi tì đều như tâm niệm phật niệm pháp và niệm thân là đề tuyệt vời như thế đây ta lời vẫn thấy nghĩ sao đức phật kia tại sao có tên là A Di Đà ta lời vẫn tại vì đức phật ấy là anh ta mười phương mà hành thân ấy không hề bị ngăn cánh vì vậy nên ngài được gọi là A Di Đà hơn nữa xá lời người vô trong nước ngài là tỏ mà vô lượng kéo dài đến vô lượng vô biến kiếm thân kỳ vì vậy cho nên danh hiệu của ngài là từ khi với A Di Đà thánh đạo đến nay tính ra là đã mười kia này được xa lời phước số đệ tử thánh văn đà đăng quà vâng ấy nhiều vô lượng không thể đếm được bằng toán hầu số đệ tử bồ tát của ngài cũng đông đảo như thế nay xa lời phân nước phật kia đã được tâm cả những hai sanh về nước cần là đều có tư cánh vững có chuyện trong số ấy có nhiều vị đã là bồ cứ số lượng của các vị này đông đảo vô cùng không thể dùng toán hồng mà kiếm đếm được ta chỉ có thể dùng danh từ vô số á tăng kỳ đề diễn tả hồi nói khi nghe nói tới nước về nương ấy tại sao tại vì sanh về nương ấy thì sẽ được sống chung và gần gũi thì nhờ ngỡ đứng nghe lời vấn nhưng kẻ thiếu vừa
thân và căn lành thì in ý vọng được thân về cõi ấy. Vì vậy ta lời của các người có gái lên Nam Mô sanh về cõi ấy. Thì khi nghe đến danh hiệu Phật A Di Đà phải nằm lại danh hiệu ấy mà hết lòng từ ngày bốn ngày năm ngày sau ngày ngày bảy ngày người ấy đến khi lắm chúng sẽ được thấy Phật Ca Di Đà và cả phi tâm vốn được trường trong giờ bốn mươi tâm trí người kia sẽ được an trú trong định công mê điên đạo và tán loạn do đó người ấy được vãng sanh ngày lớn lao nay cho nên tôi muốn nói với quý vị rằng những ai đang nghe tôi nói đây hãy nên phát nguyện tâm về được cây phá lời thì tại vương đông có cả vi phật a xuống về phật tu di tự phật đại thu di phật tu di quan phật diệu âm và các vị phật cả đông như tô vì nào cũng đang ngồi tại quân đô của mình biểu lộ thường lưỡi trong dài cổ các vị báo trầm cả thế giới tam thiên đại thiên và thốt lên lời toàn thể chúng sanh ra coi quý vị ai nên tin vào kinh này kinh mà tất cả các phật trong vũ trụ đều đêm mơ trong thân tạng và hô niệm nam mô a di đà phật nguyện đấng nhất thành văn qua bờ đại di kiên và tu di đăng và vô lượng tinh tấn và các vị phật cả đông như tổ cả không ngàn vị nào của mình biểu lừa tưởng lưới rồng giới của các vị bao trùm gà thế giới tam thiên đại thiên và thốt lên lời tuyên bố thành ta của mình này toàn thể chúng sanh cả ca vân trong vũ trụ đều đêm mơ lòng dâng thân và ngộ niệm xa lời bước tại phương tây có các vị và vô lượng to Phở lương trang Phở đại quang Phở đại minh Phở bao tước Phở tình quang và các vị Phở cả đông như tô cả sông hàng vị nào cũng đang ngồi tại quận đô của mình biểu dài của gà vị bao trùm gà thế giới tâm thiên đại thiên và thốt lên lời tuyên bố thân thân của mình này toàn thể chúng sanh khác gọi quy về ai tôi tâm nắm Phật đang trở Phật giờ sanh Phật vong linh và các vị Phật khác không ai vị nào cũng đang ngồi tại quân đô của mình biểu lộ tương lưỡi rồng giới của các vị bao trùm cả thế giới tam thiên đại thiên và thốt lên lời tuyên bố thành thật kinh mà tất cả các vào trong vũ trụ đều đêm mất lòng thân ta và ngộ thì xa lời phất thấy phương hà co các vị vợ vợ thơ vợ và vợ vợ trắng vợ trì và vợ các vị vợ khác đông như số cả sông hàng vị nào cũng đang ngồi tại quốc đô của mình biểu lộ tướng lời động dài của lời tuyên bố thành tờ của mình này toàn thể chúng sanh các cõi quý vị ai nên tin vào kinh này kinh mà tận cả trong từ đà và ngộ lý ta trời vỡ tài vương tương có các quý phật phàm âm vương tu vương phật cương tần phật cương quan phật đại diệm kim phật tam thân bảo quan nghiêm tân kiết như thiên nghĩa phật như tu di các ba gan về và cả đông như tô cả không ngàn vị nào cũng đang ngồi tại của mình biểu lộ
ra thế giới tam thi đại tiếng và thốt lên lời tuyên bố thanh tân của mình này toàn thể chúng sanh các cõi quy về ai rộng vũ trụ đều đêm mất lòng thân ta ba ngộ nì xa lời phố tay nghĩ sao tại sao gọi kinh này là kinh mà tất cả các phần đều đêm phản ngộ nì sợ gì như thế là vì những người con trai và con gái nhà lành nào nghe được kinh này và nghe được danh hiệu Phật Di Đà hết lòng mà vì ngộ cáo tôi không còn vì tôi chuyện vì vậy cho nên quý vị hãy tin vào lời tôi đang nói và cũng là lời chư Phật đang nói xá lời phân nêu và người thân với nước Phật Di Đà thì người ấy ngay trong giờ phút hiện tại đã có mà tới coi nữa đó rồi không kê đức sư kiện là người ấy đã thanh đáng sanh hay sẽ sanh về đó xa lời phố trong khi tôi đang ca ngợi công đức không thể nghĩ bàn của phận ông đề thân đang công đức không thể nghĩ bàn của tôi và nói vô tính ca mô ni thần là hiếm còn ai trong cõi ta bà đầy dạy năm miêu tổ ô nhiệm mà ngài có thể chứng đã được quả phi gian ngộ vô thường và còn tuyên truyền được cho chúng sanh nhân pháp môn mà bất kỳ ở đâu. Đi tin ra lời vẫn thấy nên hiểu cho rằng cư trú trong thế giới đầy năm loại ô nhiễm này mà đạt tới quá vị giác ngộ vô thường và còn diễn dài. Khẳng nghe vỡ nói kinh này đầy xa lời phớ tơ cả các vị tỳ kheo và mọi giới thiên nhân á tu la vân vân ai cùng phát lòng tin tưởng và lui về trụ sở của mình. A Di Đà Phật, mời đạo tràng mở trang 59 cùng Bát Nhã. Kinh tình yêu Bát Nhã Ba La Mật Đa Bồ Tát Quán Tự Tại Kỳ Quán Chiếu Thâm Sâu Bát Nhã Ba La Mờ Vọng Soi Thấy Năm Muộn Đều. Kinh điều ấy giống ngươi vừa tòa tâm cứ mọi khổ đau anh nàng nghe đây xa lời từ sân chẳng khác gì không không chẳng khác gì sang sang dính thật thật. Là già gọn lại vô muôn nghe cũng đều như vậy ca xa lời từ nghe đây tệ mọi phá đều không gông thân cũng không gì gồng như cũng không sành. Cho nên đó tình không không có xó to tường cũng không có hình tương không có nhá nhi tỷ tỷ tần nghi sáu căn không có xá thanh ước về dù phá sáu trần. Đền đi ra không nghe có vô mình gồm con vô mình cho đến không là tư cũng không đạo tử không khổ tầm diện đạo không trí cùng. Vô vị Bồ Tát nước diệu phát tri đồ tâm không có chướng ngại vì tâm không chướng ngại nên không có sợ hãi xa lìa mọi mong tưởng xa lìa mọi. Thời vợ trong ba đời diệu bám trí đô nên đáng vô thường giác vây nên phải biết rằng nghĩa đức ba la mờ là linh vô đại thần là linh vô thì đinh là chứng đi vơ vòng có năng lừa tiêu trừ tấn cả môi khổ nàng cho nên tôi muốn nổi câu tầng chu trí. Thời đạo đừng Bồ Tát liên đồng thân vũ rằng hiện đề yên thế ba la yên đề ba la tăng yên đề bồ đề ta ba yên đề ba la tăng yên đề bồ đề ta ba yên đề ba la yên đề ba
la tăng ni đề bồ đề tát bà chân ngôn quy đề vạn sanh nam mô ya ya di ya ta di di no ba ti ya di di ra ta ra ba ti ya di di ra ti ga lang ti ya di di ra ti Ra ba ya ra ta ya ra ya ra di ya ra di di do ba ti ya di di ra ta ra ba ti ya di 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 ra di ga lang ra ya ni di ya ya na chi ra ga le ta ba nam mô a di ra ba ya ra ta ya ra ya Di di na ti ga lăng ya ni di ya ya na chi na ga le ta ba na nguyên ngài an lành đêm an lành ta tới đêm an lành tất cả ca tới đêm an lành xin nguyện từ bi từ giá ngô nguyên ngài an lành đêm an lành đêm ngài lành từ cả ca để quan lành xin nguyện từ bi từ gia hộ nguyện ngài an lành đêm ma lành đêm ngài sáu thời đều an lành lành xin nguyện từ bi từ gia hộ bốn loài sanh lên tứ tình ba cõi tan qua tòa sen ngàn xa ngã quỷ chứng tam miền vạn loài hữu tình ai ai vương dầm biến mê sống và tầm cõi luân hồi mua tu ni phật cho nhớ tâm nam mô tây phương cần là thế giới đại từ đại a di đà phật nam mô tây phương cần là thế giới đại từ đại vi tim chân đạo sư a di đà phật nam mô tây phương cần là nam mô A Di Đà Phật 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 Phật Nam Mô A Di Đà 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 Phật Nam Mô Phật Nam Mô A Di Đà 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 Phật Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Bồ Tát Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát Nam mô Đại Từ Chí Bồ Tát Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Đại Hải Chúng Bồ Tát Nam mô Tịnh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Nam mô Tịnh Tịnh Đại Hải Bồ Tát Trầm Hương Không Ngát Điện Sen Nơ Phật Hiện Thân Pháp Giới Thành Thanh Tịnh Nghị trơn đệ tử đệ tâm thành hướng về ngôi tam bảo phận là thầy chỉ đa vờ tỉnh tử về toàn các tương tốt đoan trang mà ba la có được sáng chân người toa cõi mới đưa chúng con trở về sống cuộc đời tỉnh tử tăng là đoàn thế đẹp cùng đi tam anh giải thoát là mang la của đời đệ tử nương tam bảo trên con đường hồng đạo biết tâm bảo từ tâm nên nguyện
Tạng là rộng lòng ba viên ngồng cao quý nguyên quán theo hơi thở viên nở nụ cười tới nguyên ngọc nhìn cô đời bằng con mắt quan. Thì vì nội khổ cô muốn rồi tu tâm lòng từ bi từng hành ý xa sáng cho người thêm vui chiều giúp người bớt cô để tự nguyện. Không lành mà nạn quá cho thân thể kiền cương nguyện rũ bổ ngâu lo ngồng tha thứ bao dung cho tâm tư nhẹ nhõm để tự nguyện. Cha mẹ ơn thầy ơn chúng sanh bê ba nguyên tu ngồng tính chuyển cho cây lòng bi trí ra qua và cơ trái mong cho một ngày kia có khả năng. Còn thân nguyên vợ ba tăng chứng minh vàng giá hô cho đệ tử chúng con viên thành đại nguyện kỳ siêu công đức tổ tăng hành vô biên tăng bước dài và giờ dung gian đo vạn vô lượng quan vấn sáng nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não nguyện đăng trí tuệ địa phổ nguyện tối chứa tự tiêu trừ tế tê tường hạnh bồ tát đạo nguyện sanh tây phương tịnh độ trung cư phẩm liên hóa quy phù mẫu quả khai thần mơ tôi bồ tát vì bạn lương nguyên di tử công đương phổ cầm mưu nhân thiên nga đằng giữ chúng sanh thành phật đạo. Tụng kinh dị tất cụ hữu sơ văn nghi đường tuyên bạch phụng di Thích Ca giáo chủ cứu sinh linh thoát khỏi đường mê Di Đà đạo sứ độ người thác đưa về cõi lạc một niềm mơ chí thành mười phương ca mừng hôm nay tin chú Phật tử chúng con là Huỳnh Thị Lành Phan Văn Dũng Phạm Huỳnh Hạnh Nguyễn Hồng Vân Phan Nguyễn Quyên Nhi, Phan Nguyễn Ngọc Duyên cùng mọi người trong gia đình. Hiện ở số 10 đường 47 phường Cát Lái, quận 2. Tên trước phần đại đạo tràng chùa Kim Cương Thiết Lễ Kỳ Siêu Giáp Năm Kỳ Vị Siêu Tiếng Hương Linh. Quỳnh Thị Nghi Pháp Danh Thanh Huy Hưởng Thọ 74 tuổi từ trần ngày 28 tháng 6 năm Tân Sửu. Lại có tinh chủ Phật tử chúng con là Phạm Thị Ba Pháp Danh Nguyên Tâm, Phạm Thị Tư Pháp Danh Nguyên An, Phạm Thị Năm Pháp Danh Nguyên Thanh, Phạm Thị Sáu Pháp Danh Nguyên Tịnh, Phạm Thị Bảy Pháp Danh Nguyên Giác, Phạm Thị Phước Pháp Danh Nguyên Hoa, Phạm Văn Trừ Pháp Danh Nguyên Hiền Lý Nhi Pháp Danh Nguyên Ấn cùng dấu đế và các cháu nội ngoại trong gia đình. Hiện ở số 413 trên 15 đường Lễ Văn Sĩ, phường 13 quận 3. Tên trước phần đại đạo tràng chùa Kim Cương nhất tâm cầu nguyện chư phần Bồ Tát từ bi chiếu giám chúng con chân thành siêu tiến hướng lên nhân ngài quý kỳ nguyện thị quyên pháp danh nguyên chân thượng thượng tòa 94 tuổi từ trần ngày 28 tháng 6 âm lịch. Thiện nghi các hương hồn khi còn tại thế hoặc lầm lỡ gây nên tội lỗi kinh thành nghi qua luân hồi nay đã phân bóng trần hoàng những e sợ đắm chìm nơi khổ thu nếu không nhớ sức từ bi chú nguyện thì mong đâu được giải thoát siêu đa thân
Vậy hôm nay nhân lễ kỳ siêu trai tăng, chúng con thay vì các hướng linh một già, xót xa tất lòng thành thần. Sa môi tụng kinh đồng thời nghi lễ, hướng qua kính dân bao toàn. Cung duy Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kim Liên Tòa Hà. Nam Mô Tây Phương Cần Lệ Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Kim Liên Tòa Hà. Nam Mô Minh Giáo Chủ Bổn Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Hồng Thiên Tòa Hà. Nam Mô Đại Mùng Kiền Liên Bồ Tát Hồng Liên Tòa Hà. Muôn trong phần từ tiêm dân Bồ Tát độ sinh, giờ đu sáng soi đường kẻ tối tâm chèo, truyền báo đưa hồn về nước Phật. Tế độ hướng linh Nguyễn Thị Quyên pháp danh Nguyên Chơn, cùng hướng linh Quỳnh Thị Nghi pháp danh Thanh Uy, đưa tội bao tiêu trừ chứng duyên vô sành, vòng luân hồi cởi mở từ đẩy sông tham ái không còn đắm đuôi. Tâm mê vần tình đi thức sáng trong cây bát nhã, nơi chồi nụ bồ đề kết quả, nơi thương phẩm đầy sen tiếu giao từ tại, cùng các hàng Bồ Tát bầu bàn chung vui. Pháp Phật thâm quyền thượng hành phổ độ, lại xin chư Phật lân mẫn giang hồ, cho chúng con là phạm thị ba pháp danh Nguyên Tâm, phạm thị tư pháp danh Nguyên An, phạm thị năm pháp danh Nguyên Thanh, phạm thị sáu pháp danh Nguyên Tịnh, phạm thị bảy pháp danh Nguyên Giác, phạm thị phước pháp danh Nguyên Hoa, phạm văn được pháp danh Nguyên Hiền, lễ nhi pháp danh Nguyên Ấn, cùng mọi người trong gia đình, cùng Phật từ chúng con Quỳnh Thị Lành, Phan Văn Dung, phạm Quỳnh Hạnh, Nguyễn Hồng Vân, Phan Nguyễn Quyên Nhi, phạm Nguyễn Ngọc Duyên, cùng mọi người trong gia đình được thân tâm an lạc, nghiệp chướng tiêu trừ, phúc thọ tấn long sơ, nguyện tụng tâm các tường như y, vận trời ngày ai tám tháng sáu năm nhâm dần, đệ tử chúng con thành tâm kính dâng sơ tấu. Từ quý ấy phần đương nguyện sanh thể giải đại đạo phát vô thượng tâm. Từ quý ấy pháp đương sanh thâm nhầm kinh tạng trí tuệ như hai. Tề quý tăng đương nguyện chúng sanh thông ly đài nhân thiết vô ngại. Và
có yêu sông có mấy đồng mây rốt ráo con chú mô mô huyền tầm chân ngày xuống mẹ ơi nhưng mình chung con rất lòng
Yeah.
vương trường chùa Trì, chùa Thiên Cương, kính bạch Thế Tôn Đại Đức Tăng, hôm nay có đại diện gia quyến Quỳnh Thị Đầm, Phan Văn Dũng, Phạm Quỳnh Hạnh, Nguyễn Hồng Vân, Thảo Nguyễn Nguyên Nghi, Phan Nguyễn Ngọc Nguyên trở về chùa Kim Cương có duyên sự cầu thành lãnh lễ một con đi theo cái thân pháp xin thay mặt. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Hiếu Một Thiền Viên Bồ Tát. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng, chúng con từng nghe tình mẹ bao la dường dưỡng cả vì con cờ mật cả thanh xuân. Dẫu đắng cay cực khổ muôn phần, mẹ chỉ mong đời con hạnh phúc. Kính bạch quý ngài, mẹ chúng con, người đã lặng lẽ để tuổi xuân của mình trôi qua chỉ để đổi lấy sự bình yên từng ngày cho con trẻ, chưa bao giờ mẹ thắng phiền hay hối tiếc. Người chỉ mong các con được khôn lớn hơn người, nhưng tưởng rằng tháng ngày còn dài, nhưng vẫn từng ngày thêm chúng con khôn lớn. Nhưng vô thường không cho mẹ cái mong ước nhỏ nhoi ấy. Người ra đi trong bao nhớ thương, biết nói ngày mẹ mất, chúng con như thấy mình không thể lớn. Bởi bầu trời đã tắt hẳn ánh bình minh, một năm trôi qua, nỗi đau ấy vẫn còn ở đây, phản trống ấy vẫn chưa bao giờ lấp đầy lại được. Mọi thứ trên đời con đều có thể tìm, duy nhất chỉ có tình thương của mẹ là cuộc đời không bao giờ chậm tới. Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức Tăng, nghiệp lực mỗi người tự gánh vác, nhập luật nhân quả vốn hiển nhiên ở đời, chúng con tin rằng Tam Bảo chính là nơi gieo trồng hạt nhân hạnh phúc tốt nhất. Oai lực của chư Phật cùng sức chú nguyện của chư Tăng chính là điều duy nhất mà gia đình chúng con nương tựa vào trong lúc này để phần nào hóa giải nghiệp trần của người đã khuất. Hôm nay, tất cả hết thảy mọi người trong gia đình của chúng con trở về chùa Kim Cương thành tâm thiện tỉnh với con ta. Thiền Đức Tăng tiết lễ kỳ siêu, đồng thời tiết chai cúng dường trên mười phương chư Phật, chứng minh và hiện tiền chư tôn tịnh đức tăng già. Con xin nguyện hồi hướng công đức này có được đến hương linh thân mẫu của chúng con là Quỳnh Thị Nghi, pháp danh Thanh Huy, vãng sanh ngày 28 tháng 6 năm Tân Sửu, hưởng thọ 74 tuổi. Nguyện hương linh của mẹ chúng con nương vào công đức hôm nay có được tái sanh về cõi an lành. Và nhân sự cùng sự cũng có đại diện gia đình Phật hương linh Phật tử Nguyễn Thị Nguyên, pháp danh Nguyên Nhơn, hưởng thọ 94 tuổi, cũng có đôi lời xin các Phật hay là Phật kính mời đại diện gia đình. Ngưỡng bạch Chư Tôn Đức, hôm nay là ngày huý kỵ cho hương linh thân mẫu chúng con là bà Nguyễn Thị Quyên, pháp danh Nguyên Chơn, từ trần ngày 28 tháng 6 năm Quý Tỵ 2013. Để kỷ niệm đấng sinh thành đã vĩnh biệt cõi trần và để phần nào đền đáp công dưỡng dục cù lao chí khổ, chúng con xin thành tâm sắm sửa chút lễ vật, kính dâng cúng dường trai tăng, cầu siêu cho thân mẫu nhân ngày kỷ niệm này. Kính bạch Chư Tôn Đức, xin quý ngài hoan hỷ cho chị em chúng con được vài giây phút hoài niệm về người mẹ kính yêu của mình. Mẹ, hôm nay ngày giỗ mẹ, chúng con đồng quy hướng, gửi hương lòng về mẹ, công dưỡng dục cù lao. Kính thưa quý ngài, trong tận đáy lòng, chúng con vô cùng cảm kích công ơn sâu dày của thân mẫu, người đã cùng thân phụ chúng con dày công nuôi dưỡng, giáo dưỡng đàn con 8 đứa thành những con người có đức, có hạnh.
có kiến thức để kiến tạo được cuộc sống thiện lành giữa dòng đời vốn nhiều thử thách cam go. Nhớ đến mẹ, chúng con không thể không nhớ đến những nỗi vất vả, nhọc nhằn, sự đảm đang tuyệt vời của mẹ để vừa làm tròn bổn phận vợ hiền, vừa chu toàn nghĩa tình phụ mẫu. Thật vậy, thân mẫu chúng con đã không màng tới bản thân, quên đi những nhu cầu của mình, đã hy sinh từng giấc ngủ, miếng ăn, chắc chiêu mọi điều, miễn sao cho các con được no đủ, được đến trường với đồng lương công chức ít ỏi của thân phụ chúng con ngày ấy. Nhớ về mẹ, con nhớ đến những bữa cơm lúc gia đình còn khó khăn. Mẹ thường nói, con cứ ăn đi, mẹ no rồi. Câu nói dối kinh điển này của mẹ, mãi tận khi trưởng thành, con mới hiểu hết được ý mẹ. Mẹ ơi! Vậy đó, thân mẫu chúng con đã thương lo cho chúng con từ lúc nhỏ đến lúc trưởng thành, rồi dựng vợ, gả chồng, rồi có thêm các cháu. Thân mẫu chúng con luôn là tấm gương sáng của đức hy sinh, chịu đựng, của tình thương mẹ đối với con, của tình thương bà đối với cháu, của tình thương suối nguồn vô tận từ trên núi cao chảy xuống, là tấm lòng của biển, của đại dương. Nhớ về mẹ, chúng con không thể quên những ngày tháng mẹ định cư ở Mỹ. Mẹ luôn lo lắng, thương nhớ, chắc chiêu từng món quà mọn gửi về cho con cháu ở quê nhà. Rồi đến khi mẹ trở về quê hương trong những ngày tháng cuối đời, mẹ lại thương lo cho những đứa con xa xứ. Dù cha mẹ hơn 100 tuổi, vẫn thương con 80. Mẹ và con ở hai đầu nỗi nhớ. Mẹ kính yêu, nhớ dáng mẹ ngồi chiếc xe lăn, mong đợi các con về thăm mẹ. Nhớ mẹ cầm tờ giấy bạc 20.000 đồng Việt Nam và dặn dò con để dành hộ thân. Nhớ lắm những kỷ niệm dễ thương của mẹ đối với con cháu, với Út Phước ngày nào, với nụ cười hô mà duyên của mẹ. Nhớ đến từng chiếc bánh cái kẹo mẹ phân phát mỗi khi đi chợ về với đôi tay chai gầy vì gánh nặng việc nhà, việc chợ. Nhớ những giọt nước mắt mừng vui của mẹ khi được quy y Tam Bảo. Nhớ lời niệm Phật và giọng đọc chậm rãi, nhưng đầy niềm vui, tự hào vì thuộc được chú vãng sanh. Nhớ về thân mẫu, chúng con nhớ rất rõ nét mặt vui buồn của mẹ theo từng nhịp sống của các con. Ôi, nói sao cho hết, tại sao cho cùng những kỷ niệm, những ơn phước, những nghĩa tình sâu đậm mà thân mẫu đã dành cho chúng con. Chúng con chỉ xin được thúc thành lời rằng, thắp nén tâm hương, phủ phục trước đàn tiền. Chúng con kính dâng trọn lòng tưởng nhớ, biết ơn của mình dành trọn cho mẹ, người đã sinh thành, dưỡng dục chúng con. Mẹ, đấng sinh thành vĩ đại, cảm ơn mẹ đã cho con sự sống để xoay vần trong hạnh phúc khổ đau. Tuổi càng cao, con nhớ mẹ càng nhiều, luôn day dứt những ân tình chưa đền đáp. Luôn nhớ mẹ, đấng sinh thành vĩ đại. Mẹ là nước thượng nguồn đổ xuống, mát đời con một chặng đường dài. Nước mạnh chảy mang tình thương cuồn cuộn, không hề ngừng dù hiểm trở treo leo. Với thâm tình mẫu tử trong veo, nước gội xóa khi tâm hồn con vẫn đục. Nào có biết ta đang ngập trong hạnh phúc, lại đi tìm thế giới ảo hình. Một mình ta chỉ biết có riêng mình, không cần nhớ nước là cội nguồn của sự sống. Ở cuối nguồn, sức nước đã mỏi mòn, buồn lặng lẽ nước trôi ra biển lớn. Đóa hồng thắm của tôi vừa tàn rụng, làm rơi theo 1.000.000 giọt lệ sầu. Ngày mẹ mất cũng là ngày con biết được nước không còn, đời bỗng hóa khô cằn. Kính bạch chư Tôn Đức, hôm nay thể theo lời Phật dạy và noi theo gương hiếu hạnh của
của tôn giả Mục Kiền Liên để đền đáp ơn sâu nghĩa nặng của phụ mẫu, chúng con thành tâm sắm sửa trai nghi, lễ vật. Trước, kính cúng dường mười phương chư Phật, chư Bồ Tát. Thứ đến, kính cúng dường chư Tôn Đức, ngưỡng mong nhờ vào hồng ân Tam Bảo và sức chú nguyện của chư Tôn Thiện Đức, mà thân mẫu của chúng con là bà Nguyễn Thị Quyên, pháp danh Nguyên Chân, được siêu sinh tịnh độ, củ huyện thất tổ nội ngoại, được siêu thoát, vạn sanh, tất cả được về cõi an lành. Và ngưỡng cầu nhờ hiện pháp này mà mọi thành viên trong gia đình hiện tiền của chúng con được thân an, tâm lạc, bệnh tật tiêu trừ, bồ đề tâm phát triển. Chúng con cùng nguyện đem công đức cúng dường ngày hôm nay cầu cho Phật Pháp luôn được xương minh, pháp luân thường chuyển, pháp giới chúng sinh đều an lạc. Chúng con cũng thành tâm cầu nguyện chư Phật gia hộ cho chúng con, dù sinh ra ở đâu, kiếp nào, đều được gặp Phật Pháp, có được những thuận duyên trên bước đường tu tập giải thoát. Chúng con cũng xin nghiêng mình dưới đài sen, nguyện cầu hồng ân Tam Bảo, gia hộ cho quý ngài pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ, mọi Phật sự đều được viên thành. Luôn là ngọn đuốc sáng, soi đường dẫn lối cho hàng Phật tử chúng con trên bước đường tu nhân học Phật. Của tuy bất túc, nhưng lòng thành kính hữu dư, kính mong trên chư Tôn Đức từ bi nạp thọ, cho chúng con được ân chiêm công đức. Nam mô Phổ Cúng Dường Bồ Tát. Nam mô Phổ Cúng Dường Bồ Tát. Nam mô Phổ Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát. Qua hai lời khai bạch của đại diện hai gia đình, với lòng cung kính Tam Bảo và Tôn Đức Tăng, con xin đề đầu cung kính hương trưởng đồng đạo được trì chùa Thiên Cương có lời mọi người gia đình. Từ bi Đức Phật có dạy rằng
tình thương là sợi dây liên kết giữa người với người, là chất liệu của sự sống, là khai phóng cuộc đời. Nơi nào có tình thương thì nơi ấy hoa tình thương nở rộ cho mọi người. Nơi nào có tình thương thì nơi ấy lửa hận thù sẽ bị dập tắt. Có lẽ mỗi con người chúng ta khi lớn lên rồi, do cuộc sống bươn chải kiếm cái đồng tiền bát gạo, chúng ta phải va chạm, chúng ta phải đôi khi phải tranh giành cuộc sống, và chúng ta cảm nhận hình như cuộc sống này nó bị thiếu vắng cái tình thương. Nhưng là sống trong cái xã hội này vào ngày hôm nay, nhưng dựa vào cái lời Đức Phật dạy, chúng ta cứ ngẫm nghĩ sâu một chút, chúng ta thấy Đức Phật ngày dạy tình thương nó là cái chất liệu của sự sống. Nếu sự sống này mà không có lấy cái tình thương để làm cái chất liệu thì có lẽ là cái sự sống của con người chúng ta ở trên cái trái đất này không thể tồn tại. Nhất là cái tình thương của cha và của mẹ. Mỗi cái tình thương mà chúng ta được đón nhận từ cha mẹ, phải nói rằng đó là cái tình thương không tính toán, không vụ lợi, là một cái tình thương vô bờ bến, một tình thương mà bao hàm cả sự hy sinh, mà bền bỉ từ khi cha mẹ sanh chúng ta ra, nuôi chúng ta khôn lớn, và cho đến khi cha mẹ nhắm mắt lìa đời, cái tình thương ấy vẫn mãi lắng đọng. Thế cho nên chỉ có mỗi cái tình thương của cha mẹ dành cho mỗi người con của chúng ta, nó mới là cái tình thương cao đẹp nhất, mà nó đã trở thành một cái kỷ niệm đẹp. Như vừa rồi cái lời tác bạch của gia đình của Nguyên Chơn cũng có thể là thay luôn cho cái lời của gia đình của Hương Linh Quỳnh Thiện Nghi và Thánh Quyên. Khi cha mẹ còn hiện tại thì đó là cha mẹ của hiện tiền. Khi cha mẹ qua đời thì là cha mẹ của quá khứ, cha mẹ của kỷ niệm. Mà có lẽ rằng là chỉ có kỷ niệm khi mà chúng ta nhớ về cha mẹ, nó bao gồm hết tất cả những cái cảm xúc cho con người chúng ta. Vui có, buồn có, hạnh phúc có, rai rứt có, ân hận có, vân vân. Bởi vì khi mà nghĩ về cha mẹ, hầu như mỗi người con chúng ta nó không thể nào mà diễn tả hết được tất cả cái tâm tư của chúng ta dành cho cha mẹ. Chúng ta vui, chúng ta hạnh phúc bởi vì chúng ta biết rằng nhờ của cha mẹ tạo tác nên mới có con người hiện tiền của chúng ta ngày hôm nay. Nhưng có một phần nào đó rai rứt, buồn tủi bởi vì cha mẹ đã trở thành quá khứ, có nghĩa là cha mẹ không còn ở đời nữa. Và hôm nay là cái lễ giỗ của Hương Linh Nguyên Chơn và cũng là cái lễ giáp năm của Hương Linh Thánh Quyên. Thì tất cả con cháu của hai gia đình, các vị đã vân tập về đạo tràng chùa Kim Cương, tiết lễ trai tăng cúng dường và ôn lại tất cả những kỷ niệm đẹp nhất của mỗi người con, và ôn lại tất cả những cái sự hy sinh, những cái ơn đức cao dày của cha mẹ. Và các vị đã dâng lên lời tác bạch, đã khiến cho chư Phật, khiến cho quý thầy tìm chúng tôi, tất cả những người hiện diện ở đây thật sự là xúc động. Và các vị đã dâng hết tất cả cái lòng biết ơn, tất cả cái lòng hiến phụng lên chư Phật và chư hiện tiền tăng. Trong giây phút này chúng tôi cảm thấy rằng tất cả quý vị là những người con chí hiếu, nhất là các vị đàn là những người Phật tử thuần thành. Chúng tôi cũng không biết khuyên cái gì hơn, chúng tôi xin kể lại một cái câu chuyện nhân cái lễ U Lan báo hiếu sắp tới mà đã được kể trong kinh điển. Câu chuyện kể như vậy, như thế này. Vào thời Đức Phật ngày còn tại thế thì có một cái giai đoạn hạn hán, dân tình đối khác, cho nên Đức Phật và Chư Tăng đi khất thực cả mấy ngày. Có ai
cúng dường không ai cố thế cho Phật như tăng một cái thức ăn tập hết và mấy ngày của Phật và tăng đoàn phải bị đói. Thì trong hàng đệ tử Đức Phật có một vị tỳ kheo mới cảm thấy là xót xa vì mấy ngày của Đức Phật cũng không có ai cúng dường thực phẩm, cho nên là ngài đã lén Đức Phật, ngài đem ba cái tấm y của mình đi đến một cái gia đình giàu có để mà xin người ta đổi ba cái tấm y, lấy một bát cơm đem về dâng cho Đức Phật. Và khi đem về dâng cho Đức Phật thì sợ Đức Phật rầy la, cho nên vị tỳ kheo mới nói dối rằng là con đã đem thức thực của bát cơm này, con xin dâng lên Đức Thế Tôn. Lúc bây giờ Đức Phật ngài mới nói rằng là cả mấy ngày nay ta và tăng đoàn đi cúng thực mà do hạn hán đói khát không ai có cái gì để cho, mà ông với cái uy đức gì mà ông có thể xin được bát cơm như thế này đem về dâng cho Như Lai. Thì lúc bây giờ vị tỳ kheo biết rằng không thể nào dối với Đức Phật, cho nên vị tỳ kheo mới khóc, mới nói bằng với Đức Phật rằng con đã đem ba tấm y cà sa để đồ quý với một gia đình giàu có có bát cơm này dâng cho Đức Phật, vì con nợ nhịn ngày mấy ngày không có gì để ăn. Lúc giờ Đức Phật ngài mới vỡ trách vị tỳ kheo, ngài nói rằng là y cà sa là cái tướng phước điền của Sa Môn, mà ông đem đi ông đổi bát cơm này thì Như Lai làm sao có thể tiêu nổi cái bát cơm này. Lúc bây giờ thì tỳ kheo mới bạch Phật rằng là con đã lỡ đổi ba cái này rồi, con xin Đức Phật hãy nhận cho cái tấm lòng của con mà thọ dùng bát cơm. Thì lúc bây giờ Đức Phật mới nói rằng là ta không thể thọ dùng cái bát cơm này được, mà ông phải đem cái bát cơm này về dâng cho cha mẹ. Thì vì tỳ kheo lại khóc, vì tỳ kheo nói rằng là Đức Thế Tôn là bậc đẳng chánh giác, là bậc đã thoát ly khỏi ba cõi, mà ngài còn nói ngài không thể tiêu bát cơm này thì cha mẹ con làm sao có thể tiêu bát cơm này được. Lúc bây giờ Đức Phật mới nói rằng có thể tiêu được, bởi vì nếu cha mẹ ông biết là trong cái thời đói khát mà ông vì lòng hiếu thuận mà đi đổi tấm y cà sa dâng bát cơm cho cha mẹ thì cha mẹ ông có thể tiêu, và cũng nhân đó mà cha mẹ ông khởi đến cái niềm tin đối với Tam Bảo, tin tội phước, tin nhân quả, vì thế mà cha mẹ ông có thể tiêu được cái bát cơm này. Qua cái câu chuyện mà chúng ta thấy cảm động như vậy, đủ thấy rằng là Đức Phật ngài luôn luôn ngài đề cao cái hạnh hiếu, và luôn luôn ngài đề cao cái sự cúng dường tôn thờ cha mẹ. Mặc dù rằng là Đức Phật là bậc chí tôn, nhưng Đức Phật ngài vẫn khẳng định rằng cha mẹ còn ở đời, tức là Phật còn tại thế. Và qua cái câu chuyện đó, chúng tôi thiết nghĩ cái lễ trai tăng cúng dường hồi hướng công đức và tưởng niệm đến cha mẹ của hai gia đình đúng với chánh pháp. Và quý thầy của chúng tôi xin đón nhận cái lễ cúng dường này, nguyện hồi hướng công đức cho hương linh của cụ bà Nguyễn Thị Quyên, pháp danh Nguyên Chơn, dù đã mất rất là lâu rồi, nhưng nhờ cái công đức cúng dường hồi hướng tưởng niệm của gia đình mà hương linh của cụ dù cho cái tái sanh ở cõi nào thì vẫn nhờ cái công đức này mà cái cuộc sống ở cõi mà cụ được tái sanh luôn luôn được hạnh phúc an vui. Và cũng nhờ công đức cúng dường này và cái lòng hiếu thuận của con cháu hương linh Quỳnh Thị Nghi, pháp danh Thanh Quy, chắc chắn rằng cái hương linh của bác sẽ nương nhờ cái công đức hiếu thuận của con cháu mà được tái sanh về cõi lành. Và một lần nữa quý thầy xin đón nhận và hồi hướng công đức đến hai hương linh, và con quên nguyện cầu cho tất cả thân bằng quyến thuộc con cháu của hai gia đình của hai hương linh cuộc sống luôn luôn hạnh phúc an vui và trường thọ. Nam mô chứng minh sư của Đạt Ma Ha Tát, Đạt Đại chứng minh. Nam mô A Di Đà Phật. Trên thượng tọa trụ trì Đại Lao Đại chúng từ bi quan hỷ
xuống thành một đồng nghiệp. Thank you.
Thank you.
Từ bi Bồ Tát hiện xuống bên con, mẹ là hạt mưa là nắng rực thắm muôn hoa, cho con vóc dáng thân hình hôm nay, cho con khôn lớn yên lòng mẹ mong, mẹ xanh hơn ngàn khơi. Lời mẹ là chuông chuông ngân đầm ấm muôn nơi, tình mẹ là hương ngàn hoa dịu ngát không gian. Cứu du tiếng hát những ngày thơ ngây, nuôi con nó ấm vai gầy đêm đêm, dòng sữa ngon từ trái tim. Mẹ luôn thương đời con, mẹ luôn đi tìm con, lúc con xa mây mù, lúc con mê muội rồi, tình mẹ càng cao quý hơn. Mẹ ơi câu đầu tiên, từ khi trong vành nôi, lúc con thơ kêu mẹ, tiếng kêu sao nồng nàn, từ đó mẹ gian nan. Lòng mẹ là trăng vầng trăng dõi bước con đi, tình mẹ là thơ lời thơ sưởi ấm tim con. Bao nhiêu hiếu hắc riêng đời mẹ mang, bao nhiêu tươi thắm luôn dành cho con, mẹ kính yêu mẹ muôn đời. Mẹ là từ bi Bồ Tát hiện xuống bên con, mẹ là hạt mưa là nắng rực thắm muôn hoa, cho con vóc dáng thân hình hôm nay, cho con khôn lớn yên lòng mẹ mong, mẹ xanh hơn.